Thay màn bảy hồ đang đứng đây là các cụ bác rất là sự đóng góp mà rất là nhân tình. Vâng. Đấy thì sự trong tay của các bác các cụ đồn bỏ cái của kinh phí lớn 38 triệu là không phải đơn giản. Vâng. Nhiều lắm. Đấy cho là bảy hồ này là một cái bể tập thể cho là cho bảy hồ này là đồn lớn sự rộng. Vâng. Đấy thì tôi rất là cảm ơn các cụ bác ở Sa Xô. Thì nhà thì không phải các bác ở thôi. Vâng. Đùa thì không phải các bác đi thôi. Đấy, bể thì không phải là các bác sử dụng thôi. Là tôi rất là công nhận các bác là đùa sử trong tay giúp đỡ bà con ở đây là tôi rất là hài lòng và tôi rất là vui. Vâng. Rất là cảm ơn các bác rất là nhiều. Đào, vỗ tay nào. Ôi dồi ôi, xin chào. Đây rồi, bác Bó đây rồi. Vâng, chào bác nhé. Vâng, bác vào đây lâu chưa? Vâng, vâng. Đấy, em gì đã cùng với bác Bó xuống đây rồi đấy. Vào một lúc rồi đấy. Một lúc rồi à? Vâng. Ăn cái gì đấy hả? Ăn lạc gì? Ăn cái gì? Kẹo à? Lạc. À, lạc. Lạc á? Vâng. Ấy dô, lạc sao để cho vào cái lọ đấy? Không biết, không thể vào mày. Ờ. Ấy dô. Đó, mọ. Cái này đi đầu dưới nương đi. Vâng. Bác Bó dạo này vẫn khỏe chứ? Vâng, vẫn khỏe. Cũng lâu lâu không gặp bác rồi. Vâng, chào bác một cái. Hôm nay thì anh em chúng cháu ấy vào trong này. Thì ở trong này là có 7 hộ bác nhỉ? Vâng. Ở trong này thì trước gọi là cũng có các ông bà cô bác là hỗ trợ muốn hỗ trợ cho bà con ở cái khu mấy hộ này làm cái bể nước cộng đồng ở trong này ấy. Vâng, đợt trước anh em chúng cháu với em dìa cũng vào bảo bà con một lần rồi thế nhưng mà hôm nay thì cũng bảo bác vào trong này để có một hai lời nói với lại bà con ở trong này. Vâng. Tại vì là bác thì ở đây thì nói chắc là bà con sẽ kiểu như là nghe hơn ý. Vâng. Vâng. Thì mấy cái tùa vừa rồi là tôi nghe ti là ria nó báo tôi rồi. Có các cô bác ấy, người ta ủng hộ một khối kinh phí rất là có ý nghĩa để làm cái bể trong ở cái khu này. Vâng. Là tôi rất là hài lòng và tôi rất là mừng đấy. Vâng vâng. Ở khu này thường thường nếu mà mùa khô như có 6-7 hộ ở trong này nếu mà không có bể chứa nước thì chắc là lại phải ta tận hộ treo mới có nước được các bác nhỉ. Nó từ là tháng 2 là khu là thiến nhiều nhất. Nó lái tưởng Hồ Tiên xa lắm. Vâng. hơi ba cây số. Vâng vâng. Ở đây thì hầu như là như bác Bó vừa nói xong, bà con sinh sống chủ yếu ở cái hang động nước. Đấy. Và nếu mà khi nào hết nước ở trong hang động thì là bà con sẽ từ đây ra đến Hồ Châu để lấy nước về. Thì vâng, từ vâng. Đó là một cái quãng đời cũng khá là xa xôi luôn. Cũng hy vọng rằng là qua những cái sự chung tay giúp đỡ từ các ông bà cô bác Mạnh Thường Quân thì sẽ giúp bà con ở trong này là có cái bể nước để mà sinh hoạt. Đúng rồi. Đấy, ở trong này thì trước thì chưa có đường, chưa có điện rồi nói chung là chưa có mọi thứ ở trong này thì bà con cực kỳ khổ lắm bác nhỉ. Vâng. Bây giờ thì là hơn đỡ một tí rồi. Đỡ một tí. Đùa nó có rồi, đỉa có rồi. Vâng. Đấy còn lại một cái bể là đưa rồi. Đúng rồi. còn một cái bể nữa thôi. Vâng ạ. Một cái bể nước đi thì giúp bà con là cũng đỡ khó khăn rất là nhiều luôn. Vâng. Luôn nhỉ bác nhỉ. Vâng. Từ đó thì sẽ giúp cái cuộc sống của bà con là ngày một càng đi lên thôi. Đúng rồi. Thường thường là những cái điện đường rồi nước nôi sinh hoạt hàng ngày liên quan đến cuộc sống của bà con thì để cho bà con có tiện lợi một tí thì đương nhiên là cái cuộc sống nó đi lên rồi. Vâng. Cũng nhiều các ông bà có bác bảo là ở thôn bác trưởng thôn ấy bà con rất là
đoàn kết, nên là cũng có bác nhiệt tình năng nổ với bà con nữa, nên là đến bây giờ phải nói là cũng thay đổi khá là nhiều ở cái khu vực thôn mình ấy bác nhỉ. Nhiều mà vâng, rất là văn minh rất là nhiều rồi. Em năm nay năng ngái vòng năm nay đấy. Vâng. Hai năm rồi. Hai năm rồi. Từ là từ ông cháu Thiệp và cháu Bến về nó đang làm tía đùa trên này, là bây giờ từ trong hai năm này là rất là văn minh rồi, thay đổi rất là nhiều. Vâng ạ. Như bác Bố vừa nói xong thì lúc có cắt nhóm cũng từ lúc anh Bé và anh Thiệu vào đây, vâng, cho đến các đoàn khác nữa thì là bản của mình là cũng thay đổi rất là nhiều. Đấy. Từ cái nhà rồi là đường phương tiện mọi thứ đường dân sinh ấy. Đúng rồi. Vâng, thì cũng thấy là nhiều thứ là cũng khác hẳn so với mấy năm trước đó. Đúng rồi. Vâng. Khác khác một chút rồi. Vâng vâng. Đấy, hôm nay thì cũng bảo là hẹn bà con xuống đây để mà cũng họp bà con một chút, thế nhưng mà không biết là bà con đã đến chưa hay như nào cũng không rõ à nhỉ. Vâng. Bà con mùa này thường thường là đang đi tìm nương nhiều ấy. Vâng. Bây giờ thì hình như là các cái nhà thì cũng không thấy ở nhà rồi. À. Đi biển ngô hết rồi. À, này khóa cửa rồi à? Thấy khóa cửa rồi. Vâng. Cũng là khó ghê ơi nhỉ. Để đi ở đây thì tối hôm qua vừa mới mưa nhỉ. Ở đây thì lúc bác Bố nhỉ, hay như là dạng sáng nay tầm lúc 2-3 giờ thôi. Nhà chị Cái đây này, nhà chị Cái này hình như là cũng không có ai nhà thế này. Hình như là không ai ở nhà thì hết nhà rồi. Chị Cái này thì trước cũng được ông bà giúp cho một cái vảnh nương. Đấy, ở đâu trên này cũng khá là rộng. Không thấy ở nhà hết. Mấy hôm trước bác Bố cũng mới vào để đi cùng với lại tem của em Bé. Vâng. Đấy, chốt cho một mảnh nương cho bà Cái rồi. Cháu kia cho ông chủ đất. À vâng vâng. Ra đi chốt đất cho gia đình chị. Đúng rồi. Đây này, đi đâu hết rồi sao á? Như này. Để ngô hết á? Ngô hết. Ôi dồi, à đây cũng có mở cửa hay sao đây này? Nó mồm vào nhà. Ồ. Cái này thì hôm nay hẹn bà con vào nhưng mà bà con lại chưa tụ tập được ở đây á. Không biết là đi đâu hết rồi. Như là chưa ai lên hay sao nhỉ? Vâng. Vâng. Đây này, khu này đây này. Bà con thì có chỗ thì bẻ, có chỗ thì chưa bẻ rồi. Những cái chỗ còn ngọn kia hình như là chưa bẻ ngô đây. Vâng. Nhà bác Bó bây giờ chắc là xong hết rồi chứ xong nhỉ? Xong hết rồi. À. Bây giờ chủ yếu là lại chặt cây ngô về để chuẩn bị đun bếp thôi nhỉ. Đúng rồi. Còn lại núi cây ngô này chặt một ngày là xong hết. Một ngày là xong hết. Vâng. Bây giờ thì nói chung là xong ngô này bà con bắt đầu cũng vào cái mùa rỗi rỗi rồi nhỉ. Đấy, rỗi một tí rồi. Vâng. Đấy, bà con rỗi thôi, bác thì chắc là vẫn còn bận nhiều cái lắm nhỉ. Thì riêng thời gian này thì ở trên vùng cao này thì mình thu ngô xong thì chủ yếu đi lấy củ đông tông thôi. À, đấy. Chuẩn bị cho mùa khô nhỉ, đấy. Mùa khô mùa rét ấy. Đấy. Vâng. Đấy, bà con ở đây ấy, nếu mà muốn tụ họp cái gì cũng phải hẹn trước hoặc là thông báo trước một ngày thì mới có đông đủ được. Đúng rồi. Đấy, ở đây nếu mà như bác đi gọi bà con họp ấy là có phải đến tận nhà không hay là chỉ thông báo lên loa thôi? Vọng đĩa thôi. Gọi điện á? À? À, nghĩa là những cái nhà gần gần thì còn gọi được, ví dụ xa thì chắc phải đến tận nơi ấy nhỉ? Vừa rồi ở dưới này thì là hầu như là phải cử mọi người đi gọi để về họp xóm các kiểu á. À, tức là ví dụ mấy cái nào vừa rồi là vào một giao thông ấy. À. Đó là khi mà có cù hầu cái gì là bảo giao thông ấy đi nó chảy đấy. À. Báo lên đấy. Ừ. Bây giờ thì nó ai cũng có điện thoại thì nó còn vâng, cũng chỉ một số, ví dụ ai có điện thoại mới gọi được chứ, ví dụ ở trong này không có thì lại phải bảo một người đại diện vào đây bảo là đi ra họp xóm à. Trước thì có cái gọi là cái như kiểu cái mõm, cái mõm để gọi là cái tía chua để không mọi người biết là đấy là có cái cuộc họp đấy. À, tức là lấy cái kiểu như là gõ một cái gì đó, một cái khúc nó... một cái khúc gì, giả sử như khúc gõ chẳng hạn, hoặc là mấy cái khúc tre, cứ kêu keng keng là bà con là biết đi họp ấy. Đúng nhỉ. Rồi. Nhưng mà phải báo hiệu là mấy tiếng rồi. Đấy thì ví dụ bà con thì phải có ra một cái thống nhất để chẳng hạn. Đúng rồi. Cứ thấy bác gõ cái này là họp. Đúng rồi. Có một cuộc họp thống nhất với nhau. Đúng rồi. Khi nào mà mình gõ mõ làm dân người ta biết là
đang chuẩn bị hầu à. Nếu mà ai gõ lông tông là bị phạt đó. Đấy. Nếu mà có người hay gõ kiểu như gõ chiêu ấy nhỉ. Kênh 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 này tụi từ dưng này chưa có cái gì lại bà con lại tụ tập đến thì như thế thì lần sau là mày gỗ thì bà con lại nghĩ là đấy là đùa đấy, không thật. Đúng rồi. Thì là mình thật nhưng bà con lại không đến này. À. Đấy. Đấy. Em Sùng thế nào, thấy ở trường khu này như thế nào, khu nhà em cũng như thế này không? Có nhà không? Cũng gọi là bây giờ nó thuận tiện hơn rồi. À, có đường vào đến tận nơi như thế này không? Cũng có đường vào. À, đường vào đi lại này là dễ rồi. Trước đó thì em cũng có quen biết bác này rồi. Cũng biết bác này chưa? Có. À. Bác này với em là từng gặp nhau rồi. Gặp nhau rồi gì? À, ngày xưa chắc là bị làm sao rồi bác nhắc nhở à? Hay như nào? Trước bác có vào nhà, bác có nhắc nhở em một loạt rồi. À, thế này chứng tỏ thanh niên thế này không hề ngoan tí nào. À không, nhưng mà trước đó thì mình cũng có hỏi bác là phải làm như thế nào để đúng thế nọ kia, xong bác cũng có bảo. À đúng rồi, đấy. Những cái kiểu như là những cái bác tuyên truyền cho gì. Trước là có một bác gì tổ chức cố, bác cháu mình gặp nhau. À, thì, à. Em có hỏi bác là phải người nó phải như thế nào, làm như nào cho thực tiện. Ờ, những cái gì không biết thì cứ hỏi bác bó này, để bác còn biết khuyên bảo với lại tuyên truyền. À, những cái... À, đường lối rồi nọ kia làm ăn rồi như thế nào đấy thì bác hay tiếp xúc bà con mà. À, những cái này bác công tác lâu năm rồi, bác đầy kinh nghiệm rồi. Cho nên là những cái gì bác khuyên bảo phải tiếp thu lấy. Bác cháu mình đi một đoạn đường dài từ nhà em đi xuyên cái xuyên bên này luôn. À. Đấy, bác cháu mình trò chuyện một nhưng mà từ nhà bác bó lên nhà em Sùng cũng khá là xa chứ nhỉ. Nhưng mà có đấy bác có quên nhỉ. À. Mời bác ấy vào cũ. À. Xong là bác cháu mình lại gặp nhau. Đúng rồi. Em biết thế là được rồi, anh tưởng là chưa biết bác ấy. Em biết rồi, biết rồi mà. À, thế tốt rồi. À đây anh ơi. Đây rồi. Bà bác con bó. Về đến đây rồi, bác bó phải đi gọi từng người về rồi hay sao đây này? Vâng. À. Bác bố là đi gọi ở giữa bãi nưa về đó. Ủa. Bác từ nãy thấy bảo là bác đi ra đây một tí, cháu cứ tưởng là bác đi đâu, hóa ra là vâng, hóa ra là bác đi gọi mọi người ở bác. Tập trung ở đây mà. À, tập trung ở đây á. Đang ăn cơm. Ôi giời, chắc là bà con đang đi nương hả bác? Ồ, em gái này khóc rồi thì phải. À? Làm sao? À? Sao lại khóc? Ấy cười tươi thế, khóc đâu mà khóc gì. Vâng, ra một hồi thôi. Đấy, bà con đi lấy ngô về này. Thế là bác phải ra tận ngô, tận nương bảo mọi người hả bác? Đi gọi về đấy. Trời ơi, đây này. Mọi người đang về. Ờ, đấy bác kêu rồi. Ờ, nặng quá. Em gái này à? Người nhỏ nhỏ mà lấy nặng thế. Em chí ấy. Hả? Lo lại nha. À, do là nãy mấy anh em xuống bác bảo là bà con còn ở nương, bác thấy bảo là bác ra đây một tí, hóa ra là bác sẽ xuống tận dưới kia để bảo bà con. Vâng, thưa thưa. Không sao à, cháu thiện. Vâng. Danh đùa là như kiểu mình đùa rồi. À, vâng. Mới vậy chứ bộ. Vâng, vâng. Thưa thưa là bác bó là một người rất là chủ động luôn. Đúng rồi. Đấy, chủ động trong công việc. Ờ, như là... rất may là có bác bó, không thì anh em hôm nay vào đây thì đúng là cũng không biết là đi tìm bà con đâu anh ạ, đi gọi bà con ở đâu được ấy. Vâng, do là bà con bây giờ đa số là có nhà thì xong, có nhà thì vẫn còn ngô ấy. Đấy. Phải ra tận nương thì mới được. Nóng quá nhỉ bác nhỉ. Vâng, vâng. Trời nắng nóng thế này. Thế là về được mấy người rồi bác nhỉ? Còn mấy người là đang nghỉ dưới đây ăn cơm á? Bảnh ở tập trong đây thế này, bà thống nhất. À, bán bá vừa bảo là chỉ có các cô bán ở tan bà cản bát thỉa đấy, cháu thỉa đấy. À. Một người là kê gõ ấy. Vâng. Đường người ta các cô bán ở ta ủng hộ cú về làm đấy. Đúng rồi. Vâng, đấy, đúng rồi. Như việc bá sánh ở đây này, sánh ở đây này là vừa làm được một cái là rất là thiện lợi. À. Đấy. Vâng. Muốn một con người là phải chủ yếu là có nữ thôi. Đúng rồi. Đấy, thì mới sống được. Vâng, bác rất là chí lý. Ở đây thì là cũng như bác có nói, bà con nếu mà sống thiếu vịt nước thì là cũng gọi là rất là kém để gọi là phát triển trong cuộc sống đi lên ấy. À, có cái gì thiếu còn được, nhưng mà riêng thiếu nước là không thể đúng nào là không được. Không, không thể được bác nhỉ. Không bao giờ được. Đúng rồi. Ở khu này thì trước thì cũng cách đây một quãng thời gian khá là dài rồi thì
cháu với lại em rìa cũng vào đây thấy bà con đi lấy nước ở trong cái hang như kia cả, cũng thấy vất vả lắm. Đấy, đấy bà con cũng đấy, bảo là cản nan luôn mà. Đúng rồi, bà con cũng bảo là rất là mong có được cái bể nước ở đây nhưng mà chưa có ông bà nào ủng hộ ấy. Bà... hôm nay thì cũng rất là may bà con ở đây lại có duyên với các ông bà cô bác rồi. Có rồi. Vâng. Thế là rất là vui. Nhà nhà bác Xính này chưa hết ngô à? Anh bỏ ngồi bỏ. Bác bỏ ngồi. Vừa đi về mẹ. Thế là vẫn là thu chưa hết á. Thu chết. Vâng. Vô thế này trả được nhiều lắm à. À nhưng mà cho tao thích sao nó? Tao mới mệt chứ. Cũng là được ít thôi. Vâng. Xong này mới cho bác cứ quên là ô chua liệt tao. À, năm nay thì là mưa nhiều nhưng mà gọi là gió cũng khá là lớn. Đúng rồi. Nên là cũng đi hết nhiều lương thực của bà con. Vâng. Vụ rồi này nó đang cái tầm bắt đầu chuẩn bị gần thu kia nó lại vừa gió vừa mưa nhỉ. Vâng. Đấy, lúc đang vun xong kia là đã đổ một lần rồi này. Đấy, xong là đến lúc vào chuẩn bị thu này lại mưa dài ngày nữa. Đấy, đâm ra là cái bắp ngô của bà con cứ phải về được đến nhà mới gọi là chắc chắn được. Vâng. À, về đến nhà còn chưa tính anh ạ. Đúng rồi. Tại thời tiết có để gọi là đi phơi cái hạt ngô á. Ví dụ nó đang ẩm mang về nhà mà chưa phơi được ấy nó lại vẫn mốc bình thường bác nhỉ. Vẫn tạp thơ. Vẫn hỏng bình thường. Đấy. Bây giờ vừa nãy em đi sang nhà bắt có gọi là ngô chắc là bắt thu về được 2-3 hôm rồi nhưng mà nảy mầm hết rồi. Nảy mầm hết rồi á. Vâng. Đây thì bao nhiêu công sức bác nhỉ? Đây. À đây rồi. Ô, đủ người chưa hả bác? Còn mà ngã đéo kìa. À mấy thanh niên ấy. Thế là cũng gần đủ rồi. Thế là bây giờ là mỗi nhà một người là có mặt gần như là ở đây hết rồi gì? Ồ. Như thế này là đầy đủ bà con, thế này là cảm giác là mà yên tâm hơn. Phải đầy đủ mọi nhà này phải thống nhất thì mới được bác nhỉ. Cái làng này. Vâng, đúng rồi. Phát cửa đây thì mới chống đỉnh thiêu mới chảnh không? Thì nhau đi lấy ngô này. Đội này là đội tít ở tận dưới khe này là mới đến nương. Tất cả đều phải gùi qua lưng qua sức người hết. Đúng rồi. Gùi về trên nhà như thế này. Đấy, xong là có ghế bác Xính nhỉ. Ngồi về đây xong là để cũng họp mặt một chút bà con ở cái khu vực bản này. Đấy. Ừ. Đấy, nói chung là cũng gọi là 7 hộ. Đấy, cũng chỉ cần đại diện với gia đình một người là được rồi. Để xem là đấy, đủ dân ở dưới này chưa bác? Sao? Hối chủ tôi sẽ. Chủ trì cuộc họp đấy, bác còn phải mặc cái quần danh mông đi cả. Đi là thấy rất hết mong gọi là ít khi có được một cái chùa bản lão là như vậy. Đúng rồi, bác quá này là quá là uy tín ở trên hoang mạc đá này rồi. Đấy, bác còn phải đích thân ra tặng nương rồi gọi bà con mới về được ấy. Tại vì mùa này đang mùa nương ấy, nó khó, tại vì bà con cứ nhà nào xong thì lại đi hộ nhà kia, kiểu như đổi công cho nhau. Để mà được bà con tin tưởng được bà hơi ban chủ năm nay là không phải bác là phải đủ như thế nào rồi, uy tín các kiểu rồi. Đúng rồi. Nhanh nhẹn lắm bác ạ. Thôi thì mình cứ ở đây xong là bảo bác họp bà con một chút thôi, xong rồi để còn để thời gian bà con đi lên nương. Sao bệnh rồi. Ngắn nét tốt thôi. Xin chào em gái. Đủ rồi. Chưa bác? Vâng. Bác hôm nay là vất vả lắm á. Sao vâng, cũng vì dân cảm ơn bác có nhiều nhé. Vâng, bác rất là vất vả để đến đây mấy bà con đã rồi lại còn phải ra tận nương gọi bà con nữa, đâm ra là vâng. Mấy lúc tỉ lón ha. Vâng. Mấy lúc tỉ lón ha. Bây giờ là đủ rồi chứ nhỉ bác? Vâng, đủ rồi. Chào lắm. Thế thì cũng mục đích hôm nay anh em chúng cháu vào đây thì cũng gọi là họp mặt bà con ở cái khu vực này một chút. Đấy, ở đây thì theo bác là có 7 hộ phải không ạ? Vâng. Vâng, thế thì cũng chương trình thì cháu trước khi với bác vào đây thì cháu cũng đã nói với bác rồi ấy. Thì ở khu này thì trước là cũng có được các ông bà, có bác là có gửi về những cái khoản kinh phí để mà giúp bà con ở dưới này có một cái bể nước
gọi là cộng đồng cho 6-7 hộ ở dưới này ấy. Vâng, hiện tại thì cháu đã nhận được là 38.800.000 rồi. Vâng. Đấy, để giúp bà con ở khu này làm bể. Vâng. Thì hôm nay là cháu cũng nhờ bác là vào đây để họp mặt bà con một chút, để thống nhất cái phương án làm, xem là bà con làm như thế nào, thì bác có tiếng nói ở trong địa phương mình ấy, thì cháu cũng nhờ bác là thông tin lại cho bà con một chút. Vâng, để xem cái ý kiến của bà con như thế nào ấy. Vâng. Vâng. cái chậu gì chỗ ấy, chậu 38 triệu. Vâng. Rất là hài lòng lắm. Vâng. Nè, dẫn của ấy nó cho thế có tay này. Thế của ấy. Hả? Nhẹ của ấy. Nhưng mà có đây mà chỉ mua đây mà chỉ chiên là người đó nhỏ có đó thì y mà mua có đây là mua có đây này thì y mua đây này thì o mua trống mua rồng này nhỏ thầu nặng nó là cái chiên nặng đấy này chỉ mua có đây chỉ mua trống rồng tông mà chỉ chiên nặng nó cái chào nữa rồi sao đó chẳng chúa trầu po vì rồng tông này chẳng chúa trầu à o có đây này cú trồng dạng ok này bé cái tàu rồng cái vàng mình thôi nhỏ chỉ mua cho nam mà thầu từ giờ nay cho lối vàng mình thầu có cũng bảo là bây giờ thì đã được ông bà có bác là tài trợ một cái khoản kinh phí cũng khá là lớn, mà rất là ít khi mới được ông bà có bác là tài trợ một cái khoản kinh phí để làm cái bể nước ở đây ấy, nếu mà để bà con sinh sống là thứ nhất là cái nguồn nước, thứ hai là cái nguồn điện và thứ ba là cái đường đi lại. Vâng. Đấy, thì là với lại cái môi trường là dần núi thì là nếu mà bảo vệ môi trường dần các kiểu rất là nên là cái khoản này bây giờ nếu mà được ông bà cô bác là giúp đỡ như vậy thì là mọi người cũng nhất trí và đồng tình sắp tới sẽ là cái bể thì mà mọi người cũng nghe được cái tin như vậy thì cũng rất là vui luôn. Đây là xếp hành đấy, bây giờ bác cũng thông tin như thế cho bà con rồi, bây giờ thì bà con xem là có thống nhất làm được không hay như nào, thì hôm nay thì các bà con thì cứ cho ý kiến để mà mình nếu mà làm được tầm chung có thống nhất cao thì mình sẽ vào làm thôi. Đấy, quan trọng nhất là xem là nhà bác nào có để ra được ít góc nương nào đó để mà làm được cái bể ở đấy. Thì thứ nhất là cho tiện nhà bác đấy thôi, tại vì đã bỏ nương bỏ đất ra rồi mà. Vâng, cái này thì nó cũng là của chung của 6-7 hộ đây thôi bác bó, chứ không phải riêng của nhà nào. Đấy, nên là cứ bà con thống nhất tập trung làm được thì mai mốt sẽ có cái bể nước mà chứa nước, cũng giúp bà con tới này mùa khô thì có cái nước mà dùng sinh hoạt, ít nhất là nó cũng được một cái quãng thời gian dài nào đó. Ở đây nói chung không có nguồn nước, chủ yếu là bể làm ra chỉ để hứng nước mưa thôi. Vâng, ở trên này phần đa là như vậy, kể cả hồ treo lớn như thế cũng toàn gần như là hứng nước mưa để mà sử dụng thôi. Vâng. Thì xem ý kiến của bà con như thế nào. Trên này thô lằng ra này nha, thô lằng ra nó mới gì chẳng á chị. Cái là nhỏ khó té này nha, trâu à. Ủa trâu mà thấy gió nhỏ rè mà vô thấy thô khó té mẹ ủa nè. Ừ, to rồi mà. Hả? Ừ, to. Nó nhất trí rồi. Hả? Nó nhất trí làng mà là cho mấy đất, không phải đầu làng là xây cái bể luôn. À, tức là bác Xính là cũng... gọi là đồng ý à, đồng ý cho làm ở trên đất bác nhà bác cái gì? Thông gì hết nó? Thông gì hả? Thông gì, ủa lắm à bác. Qua tà cái này, này sao thông gì ủa thế? Này cho đi, cha tệ thế, cha tệ thế, nhất trí thì giơ tay lên nào. Thế thì bà con xem là ai có ý kiến gì thì cứ cho ý kiến. Hả? Về cái phần này không làm thì là không ý kiến gì. Không làm không ý kiến gì. Còn cái phần là làm là ý kiến hết đấy. Không như thế họ làm nó dễ chứ. Có tí là phá lúc dễ mẹ mẹ. À. Nhưng mà còn nhẹ. Còn nhẹ đấy. Bảo là... Bây giờ nếu mà có cái bể nước như thế này thì... mọi người cũng nghe được cái tin rất là vui. Nên là ai cũng... cũng đồng tình với những cái ý kiến trên, nên là cũng bảo là bây giờ anh Xính sẽ hy sinh một ít đất ở gần nhà để làm cái bể nước cho mọi người.
Đấy là bây giờ là bà con là thống nhất toàn bộ là 100% để nhất trí là làm cái gì. À, thế thì tuyệt vời. Cũng vâng, mình có thể là chịu khó một thời gian thôi bà con ạ. Một cũng không lâu đâu. Cùng lắm về đến một tháng là cùng ấy. Đúng rồi. Vâng, thì mai mốt thì mình có cái bể nước mình dùng lâu dài. Đấy, bây giờ thì nói chung là cái khoản kinh phí thì như vậy, bác bó ạ, cháu cũng thông báo cho bác với mọi người biết rồi. Mình cũng làm tùy theo cái kinh phí của mình thôi, mình có bằng nào thì mình sẽ làm bằng đấy. Đúng rồi. Vâng. Có ý thì lại ý, có vâng, ý là đúng rồi, có ít thì mình có thể làm nhỏ đi một tí, có nhiều thì mình làm to hơn. Vâng. Đấy, chẳng hạn thế. Nhớ đi mà. Nên đi ý ảnh này tí lão nhà hãy tí xe tạm mà nên đi tỏ khá này lúc khó đây ủa cả nhà này chỉ tạo hoàn toàn để xin tranh chủ hay lúc hình phân thu thế nào xí lấy cho nên mà này chỉ tạo xí ủa cho nên ủa tao tao tạo xí này ủa mấy mà ủa ủa rủ ủa tao thọ thì sao thọ thì mà mà trọng gì ngã giả trong đấy mà nhớ chỉ nhớ này như chỉ ở đây bữa nay ủa khó đây ăn được xếp ủa chỉ đi tăng trưởng anh bảo là cái cho đất để làm bể thì là theo dự đoán của anh thì là sẽ rơi vào tầm bao nhiêu mét vuông? Nếu mà mình làm nó to thì nó sẽ gọi là mất nhiều một tí. Đấy, nếu mà mình làm khoảng đấy tiền thì chắc độ khoảng độ 20 khối đổ lại thế này thì chắc nó cũng không mất bao nhiêu đất đâu anh ạ. Nên thì nhiệt gì là nên chỉ thì tối chỉ cần nếu ô tam mù đa thế lo. Nếu chủ tiền nhiệt chỉ cháu đi trả chế ua đi trả xí ở pi tổng thống pi đa đi trả chế ua đi trả ở trong kỳ này ngọc chỉ đây trong kỳ đó hả đúng rồi. Thế bây giờ thì nếu mà bà con nhất trí đồng ý cùng chúng ta làm thì mình sẽ bàn cái phương án tí về vật liệu nhỉ, không biết là bà con ở đây có thể là nghiền cái bột đá ở tại chỗ được không hay là phải chuyển về hay như nào. Nếu tiền này rõ đặc biệt gì nữa cái công chuyển về thì rất là nhiều, nếu mà bà con chuyển được thì là nó đỡ cái nghiền tại chỗ, nếu mà mình nghiền được tại chỗ thì nó cũng bớt được cái vận chuyển tiết bên kia về. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là đường xá đi lại nó dễ rồi, có xe máy chuyển về thì nó cũng đơn giản hơn tí. Nói tiếp ý là nhỏ lì thì rổ một rễ tiết chỉ là chai mà chỉ mà ra lò nhỉ tí là lì là vô tố bệ kem này mà ẻ lò lì không chúng chơi đều mua mà câu chỉ chữ luôn chữ này chả câu chữ nên cha làm đi làm mà anh bảo là bây giờ thì nếu mà nghiền ấy thì là khả năng không nghiền được do là chuyển máy về đây thì cần phải nhiều người và thứ nhất cái đập đá này cũng phải gọi là đá cứng thì nếu mà nghiền ra một cái bể cũng khá là nhiều nên là phải cái chỗ nào mà không vỡ được cũng phải thuê máy khoa về để khoa nên là rất là nhiều công luôn. Thế là bà con là thống nhất là chuyển về cái gì? Nhớ này chuyển đấy mà em ấy lo hả đâu? Nhưng mà chuyển về thế này phải có xe máy, ở trong này có bao nhiêu con xe máy mà chuyển được? Bên trong này mới có á? Thế nhưng mà bây giờ đường bê tông thì về đến đây rồi, thế nhưng mà để mà chuyển về thì là một cả một vấn đề thôi. Nhưng mà làm cái bể nước này là rất là nhiều vật liệu. Bôi tẩy là tuột rồi, mà làm gì rồi? Bôi tẩy là tuột rồi mà. À, như này hả? Bôi tẩy là tuột rồi. À. Nếu như người cao lâu, nếu như nhà thử chú sẽ không tiện đấy. Thế là bà con bây giờ là thống nhất một ý kiến như này. Thứ nhất thì là bà con sẽ giúp đào cái chỗ đất làm cái bể để sau xuống để nó thành một nửa đó. Nghĩa là một nửa âm một nửa đúng rồi trên cái gì đúng rồi để sau này nó kiên cố hơn. Làm thế cũng được, có cái vật liệu ấy thì là sau này nếu mà bác bảo là nếu mà tình bác thợ nào ấy thì là
khóa cho người ta một thẻ, khoán cho thợ gì? Để à, dễ hơn. Nghĩa là khoán cho cả thợ chuyển á. Như thế thì nó lại lại nhiều tiền. Nếu mà bà con vận chuyển được thì mình bỏ ra được cái số tiền đấy, mình có thể làm được cái bể nó rộng hơn thêm tí chẳng hạn thế. Nhớ đi mà xin đấy mà ấy đấy. Bác bảo là bây giờ từng đấy tiền thì là khó một thẻ thôi, khó một thẻ sao là thì là mọi người sẽ đào cái này rồi là sẽ phụ giúp làm việc ở đây, rất là đào cái đất ấy, đào cái đất để nó thành một cái vua góc. Cái này thì nói chung là bà con đã thống nhất thì phải chung tay vào mới được. Ví dụ cứ đại diện mỗi người nhà thôi, gọi là 6-7 người thì mình tập trung làm nền rồi hay là đào âm xuống cũng được. Ví dụ cái chỗ nào ấy thì mình đào một nửa dưới âm với lại một nửa lên trên thì cái bể nó càng chắc. Thế nhưng mà chuyển nhiều vật liệu lắm làm cái bể nước ấy, từ sắt này, gạch này, rồi bột đá này, sỏi này. Si. Si này. Cái trống viên ngói. Đó là tấm ván. Tấm ván này. Rất là nhiều ấy, nó không phải đơn giản như cái nhà đâu nhá. Chỉ giống như tí tiểu. Chỉ còn cái chỉ đỏ đi đấy. Đúng rồi. Đấy, nên là bà con phải thống nhất bàn bạc để ký vào cái vấn đề này. Trên kho này. Trên kho này. Thế này thì bà con thì định là bao giờ có thể bắt đầu vào công việc được? Chắc là kỳ hút. Thông nhất là nạc kỳ nào rồi nhá, nạc kỳ thì tao nhá, nạc kỳ rồi có làm được không á? Nạc kỳ ó, hãy nhớ tao nên chọn nhớ tao á, tao, chứ thì hãy tao nên sao được cho tề tao hả? Tao chỉ tao nạc kỳ à? Tao á, ngày kia thôi đấy, ngày kia, đấy, nếu mà như thế được thì bà con cứ xem cái chỗ đất ở trên bác, chỗ bác xính như này, địa điểm là chỗ nào nhỉ? Thiên nhé, đúng rồi, địa điểm là ở đâu? Họ chào của họ đấy nhá, họ từ khiết. Cho xem gì, chỉ là ngài cho xong, ít xem gì sao cho thầy. Tao cứ chuyện. Cái là đằng sau nhà bác này gì? Bây giờ bác Thanh bảo là có phải đi xem. Nếu mà ở đâu thì mọi người đi cùng đi xem luôn, đang có bà con. Cho chơi gió hả chị đang gì? Do chơi giả thiếu. Đang có bà con ở đây cho nó dễ. Bây giờ ít khi có mặt đông đủ bà con ở đây lắm. Mà chú cho chỉ mất dễ chẳng một hao trong mặt cháu đấy. Ây dù, nhà bác này. Đấy, đất tốt đấy. Thật tốt. Định làm cái chỗ này à? Đây là đất tốt của bác luôn. Bác. Như này liệu có chỗ bằng này gì, cây ngô này gì? Đúng rồi, chỗ bằng này. Bác bảo là ở đây thì mới không có đá. Còn không là đào lên ở giữa có đá là bác buộc phải khoan á. Đúng rồi. Ở đây thì dồn mấy cái nhà này vào là cũng được rồi. Nếu mà nó tồn xong nữa là nó mua giấy cả chỉ cho nó khá tàu tàu mua giấy. Thả hồng báo chỉ mua là mua đó. Hả? Mình chủ mua đó. Mua nó. Mua. Mua thế nào? Mua đó. Mua cho cháu chưa ấy. Mà khoan. Cháu chưa. À? Cháu chưa. Giờ giấy mặn tàu rồi bao nhiêu thế hả? Dạ nè. Cả hồng báo như chỉnh tàu tàu. Chỉnh tàu tàu. Mình đi thông như tàu đi thơ của mình. Tiếp nếu mua tàu nó là ồn mua cá tàu nhắn đi chỉ chạy. Mua cá tàu đó. Thế là bác bảo là ở chỗ này luôn cho nó chắc ăn. Chỗ này luôn gì? Đúng rồi. Thế tuyệt vời. Vâng. Gọi chỗ góc nương nhà bác này luôn. Đúng rồi. Sợ nhất là làm cái này thì nó là của tập thể. Đúng rồi. Sợ là không có ai
hiến được đất ra để mà làm thôi. Đúng rồi. Có người chịu hiến đất như là quá ok rồi. Vâng, đúng rồi bác ạ. Bây giờ lo nhất là cái chỗ đất để làm bể. Đúng rồi. Thế mà hả? Nhớ mà. Xuống này. Bác bảo là làm ở chỗ thấp này thì là nhà nào cũng vào được. Đúng rồi. Nghĩa là cái máy hấn nước ở chỗ máy xuống. Bao nhiêu máy vô, 3-4 cái máy nhà là hứng vào là mùa mưa là nó cũng nhanh đầy thôi mà. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Này cũng ấy rồi, bà con là thống nhất được như thế là cũng được rồi. Đấy. Vô nhà này làm cái bếp ở đây rộng nhỉ. Nếu mà bà con lấy được ngô sớm thì khả năng là lúc nào bà con triển khai được thì lúc đấy thì mình sẽ ấy. Vâng. Không không đến rồi. Kí tên không có lọt tuôn hả? Vâng, nếu mà không hôm nào triển khai được thì khả năng là có bác nào ở đây đứng ra nhận tiền hay là cháu giao cho thôn nhé bác nhé. Để được công minh thì cháu có thể cháu hả? Nghĩa là nếu mà như thế để hôm nào mà khai trương, nếu mà khởi công thì sẽ vào đấy để làm cụ thể. Ai nhỉnh làm mà trao đua cho ai? Nghĩa là ví dụ bây giờ cháu chỉ gọi là giao tiền cho ấy thôi, nếu mà bác bên thôn thì để cho công tâm thì bà con đỡ này nọ thì có thể cháu trao lại tiền cho bác cũng được. Hoặc là ở đây có ai, có bác nào đứng đầu ra để mà nhận tiền để mà ấy thì cùng làm, nghĩa là bà con cùng giám sát, cùng làm. Chi đúng cái rồi. Gì thì bà con cũng phải khắc tự có sổ sách mà ghi ghi với nhau. Với lại cầu nhau phải xem, mua cái này xem. Bà bạn cụ thể. Đúng rồi. Thế làm cái này thì không phải làm cho của ai, nên là mọi người đều kiểu như là phải có... cùng làm cùng hưởng ấy. Cùng làm cùng hưởng đấy. Nhà nào làm thì sẽ mới được dùng, còn đã không làm thì rất quyết là không dùng rồi bác ạ. Không cho dùng á. Tại vì là cái này phải có làm thì mới có hưởng. Vâng. Cái này là làm tập thể mà. Đúng rồi bác. Tập thể. Vâng vâng. Không phải là cá nhân đâu. Vâng vâng. Nhân này mà này thì thảo từ nó từ thì ô tao này mà hải trên này tiết lý bao tranh tỉnh cho nên thì cô chủ nhà là cho chắc tay ít kho vì giờ có lại bao mình bẻ tiền nó tiền nó tiền nó ký tặng thế đúng mà như người tuôn thì ký tặng khá khó mà ký tặng này ký tặng này đi bao tuôn ký tặng khá khó mà là nạc kỳ nữa mà hay nạc kỳ nữa khá đặc kho khá đặc kho tại mà thầu là rau tia đó mà thầu tại mùa vua cho vay địa này đấy nóng từ mùa vua vay địa ăn được vua ăn được quay đó. Nên chỉ nên có cho nên dùng vô dùng. Dò. Dò có tàu hóa lửa. Dò cho nên cho bó cho vô. Một vô nữa cái nào thao ý vô tôi tỏ tỏ kê là của sự tài. Nhớ nên mà xa chứ cho nên là tiền lo. Cho nên xa lên cho nên tiền. Nếu có cái tầng nó hú đi hả? Cho nên tiền là khó khăn rồi chứ mà hơi. Mà người tôi cũng kỳ đó à. Mũ lô đủ đá cho nên tôi bí trị. Nà kì nà, nà kì mà bí trị được báo khám. Nó còn là kì tôi mà có hả? Hải nữa, hải nữa đâu. Nó đủ đủ đàm áo hải, còn tôi là cái khó là tổ trị đàm. Tôn tổ trị đâu mà, nó được báo khám này. Bây giờ là bên cũng như là đại diện bên bảy hộ với lại bắt trưởng thôn. Cũng có vừa mới nói xong là thống nhất là ngày kia. Ngày kia là sẽ... bác sẽ dọn cái góc bên đấy để vào can dây. Can dây tiếp tục là khởi công đào nền móng cốt. Thế là cứ đào cái nền móng trước cái gì. Đúng rồi. Thế cũng được. Đấy, cái này thì vâng. Tuân chủ tà mà khó ảo nên mà sếp quân chủ đi chặt cho cha mà khó sếp quân khăn cho chị tố này. Đấy, bác bảo là bây giờ ngày kia thống nhất sợ là đến lúc mà hết vụ mùa thì bà con lại đi này đi kia ấy. Với lại đào dọ bác dọ cái chỗ góc đấy xong là vào đào luôn sẽ làm để sẽ làm được bao nhiêu chiều sau ấy. Sợ là có đá nữa. Đúng rồi. Thì mình mới biết tính được đấy, cái này. Nếu mà bà con bây giờ là mọi người ở khu này là lấy hết ngô rồi thì bây giờ là không vướng gì mùa vụ rồi gì ý nhỉ? Thì nó thì các nó đủ đâu là kỳ chủ chị công việc là công việc đó. Đúng rồi làm cái này là nó phải làm liên tục là nó sẽ không có nhiều thời gian để mà đi thu ngô nữa. Đấy, nên là bà con cứ phải ưu tiên cái mùa vụ của mình trước.
đấy, để cho xong bắt đầu xong mùa vụ thì bắt đầu mới đến làm cái này cũng được. Nhưng mà kỹ tính là kỹ này, hôm nay chỉ giao tranh đấy. Tại vì ô thật thì chụp qua trên à? Thì nông á, hát tới nông đấy các. Cho nên em làm chỉ giao tranh này. Nhưng mà là kỹ thế? Nên sao là kỹ tính như là kỹ nhỉ? Anh em bà con là hẹn à? Độ nhóm là ngày kia là gặp bàn nhau đấy. Rồi ok, thế thì tuyệt vời quá. Nếu mà bà con thống nhất được như thế thì cứ thế mà làm thôi. Thế thì thế là ngày mà còn phải bổ sung. Các bác bảo là mọi người bảo là khi nào làm đấy cái bể nước là giúp đỡ cho các bác thợ là một bao gạo. Bao gạo thì cứ ấy là mà mua thôi. Chúng là mày canh thôi. Là rồi. Mà hành đi sao đây? Ừ, rồi. Thế thì bà con cứ thống nhất hôm nào làm thì là ngày kia gì? Ngày kia là thế? Thế là hết ngày kia luôn á. Rồi. Thế thì... Vì cho hải nàn kỳ chân là kỳ chỉ tốt nàn đó mà tốt nên đi chính mươi là nhau chơi đấy á. Ý tưởng khó hả? Thế là... Thế là bà con bảo là hẹn ngày nào thì anh em phải đến ngày đấy, do là bà con là cứ người này đi ngược việc kia, người đi việc này việc nọ ấy. Rồi, thì okay. Là không thể tập trung được. Cái đấy không lo không sợ đâu nhé. Bà con bây giờ chỉ sợ bà con chưa làm ngay được thôi. Nhớ đi mà nhỏ rồi đấy. Bà con là cứ như thế này là được đấy. Đúng rồi. Có sợ là cứ lềnh mềnh không làm thôi. Rồi. Thế là hôm đấy mọi người cứ chuẩn bị ăn cơm sớm sớm đi. À, thế là yên tâm rồi. Chào các bác. Vâng. Thay mặt bảy hồ đang đứng đây là các cụ bác rất là đóng góp mà rất là nhân tình. Vâng. Đấy thì sự trong tay của các bác các cụ đùn bỏ cái của kinh phí lớn 38 triệu là không phải đơn giản. Vâng. Nhiều lắm. Đấy cho là bảy hồ này là một cái bể tập thể cho na cho bài hồ này là đồn lớn suy rộng. Vâng. Đấy thì tôi rất là cảm ơn các cụ bác ở xa xôi. Thì nhà thì không phải các bác ở thôi. Vâng. Đùa thì không phải các bác đi thôi. Đấy, bể thì không phải là các bác suy rộng thôi. Là tôi rất là công nhận các bác là đùa sử trong tay giúp đỡ bà con ở đây là tôi rất là hài lòng và tôi rất là vui. Vâng. Rất là thơ các bạn rất là nhiều. Vỗ tay nào. Vâng, thì cũng cảm ơn bác trưởng thôn rất là nhiều nhá. Hôm nay thì cũng mất chút thời gian vào đây cùng với anh em chúng con chúng cháu họp mặt bà con một chút. Vâng, thì cũng có cái kết quả rất là tuyệt vời. Bà con cũng thống nhất nhất trí cao để làm cái bể này rồi. Cũng xin chân thành cảm ơn đến các ông bà cô bác mạnh thường quân trong và ngoài nước đã giang tay giúp đỡ cho bà con ở bản Mỹ Lập. Tới này sẽ có một cái bể nước cộng đồng để cho bà con có cái nguồn nước sử dụng của bác ạ, để cho bà con đỡ vất vả mỗi lần mùa khô đến thì phải tiết ra ngoài hồ treo để mà gùi từng sách nước về. Bây giờ là ở trong này càng ngày cuộc sống của bà con ngày một đi lên rồi. Có một bác trưởng thôn rất là năng nổ nhiệt tình, rất là đầy uy tín ở khu vực khoáng Mạc Đá này. Hôm nay cũng có lời cảm ơn đến các ông bà cô bác rồi và cũng có lời đến với bà con ở khu vực này nên là cũng rất là tuyệt vời. Đấy, cứ thống nhất thế thôi nhỉ bà con nhỉ. Dân đường nhiều như thế là mình rất là hài lòng, mà dân đường như kiểu mình đường. vâng. Đấy, cũng, chủ yếu là dân đường thôi. Vâng. Thì bác mấy chục năm nay gọi là lo cho dân như thế là quá là uy tín luôn. Đấy. Bác ạ. Rất là tuyệt vời. Vâng. Thế thôi nhá. Vâng. Thế này á. Bà con bây giờ còn đi lấy ngô thì cứ tranh thủ mà đi lấy thôi. Nên chắc cảnh xong nên là lúc nào lấy mà cũng được thì bà con lại tập trung thôi nhá. Vâng. Rồi ok. Đấy, bây giờ thì bà con lại tiếp tục công việc hàng ngày của mình đó là đi lấy ngô. Bây giờ là có lẽ là
anh em Xuân Thiệu cùng với lại bác Phó trưởng thôn là cũng đi về thôi. Dạ. Yeah. Hả? Tiên gì hả bác? Áo áo của bác. Bác của bác à? Rồi ôi. Vâng. Rồi bây giờ bác cháu mình đi về thôi bác nhỉ. Vâng. Bây giờ có lẽ là Xuân Thiệu và em gì? Vâng, cháu nhé. Anh ơi, kết thúc cái video này thôi. Cũng hẹn gặp lại ông bà những cái tập phim là sau. Xuân Thiệu sẽ cập nhật những công việc của bà con để triển khai cái bể nước ở cái khu vực biệt lập này. Ở những tiếp phim lần sau của bác nhé. Hay bây giờ thì có lẽ là Xuân Thiệu cũng xin chào và bye bye. Hẹn gặp lại. Bye bye. Xin chào.